Hello, xin chào tất cả các chị em. Tôi là Mai Thanh, chuyên gia tư vấn sức khỏe sắc đẹp cho chị em phụ nữ. Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các anh chị cái cách để sử dụng bộ sản phẩm thải độc của bên nhãn hàng Dr. Lady. Đầu tiên thì chúng ta sử dụng đó là lớp nước tẩy trang nhé. Tiếp theo thì chúng ta sử dụng đó là sữa rửa mặt. Bước tiếp theo chúng ta sử dụng đó là nước hoa hồng nhé. Bước tiếp theo chúng ta sử dụng đó là kem dưỡng ẩm nhé. Bước tiếp theo chúng ta sử dụng đó là kem thải độc phục hồi nhé. Bước tiếp theo chúng ta sử dụng đó là kem chống nắng nhé.